Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm Chủ nhật vừa rồi, bà Sidney Powell đã có buổi họp riêng với Tổng thống Donald Trump. Nhiều nguồn tin các báo chí cho biết có thể bà sẽ là được Tổng thống đề cử vào chức vụ công tố viên đặc biệt để điều tra về cái vụ gian lận bầu cử. Cho đến bây giờ thì mọi người đều công nhận rằng ông Lingwood và bà Sidney Powell, rồi cô Janet Yellen và ông tổng cựu thống đốc thị trường của thành phố New York và luật sư Giuliani đã, đang và sẽ tiếp tục là những thành phần nòng cốt trong vấn đề lột mặt nạ đảng Dân Chủ gian lận bỏ phiếu. Đến giờ này thì báo chí cũng vẫn dài miệng ra, họ nói rằng là không có bằng chứng, không có bằng chứng, không có bằng chứng, bằng chứng ở đâu. Nhưng mà khi những người nói bằng chứng thì họ lại không trả lời. Cho nên quý vị thấy cái báo chí của Mỹ bây giờ nó tệ hại vô cùng tận. Mất tư cách và mất đi sự thật và mất đi sự hiểu biết. Đó. Và bà Sidney Powell, bà ta có bằng chứng về gian lận của máy Dominion, bà ta có bằng chứng về những cuộc bầu cử. Đến giờ này thì ngay cả cái cuộc bầu cử sắp tới mùng 5 tháng Giêng ở tiểu bang Georgia về hai chức nghị sĩ bên Cộng hòa, hai người là ông Perdue với là cô Loeffler tranh với hai người Mỹ bên đảng Dân Chủ, một người là da đen là anh chàng mục sư Nathaniel Nohoff và một anh chàng thanh niên đấy. Thế thì đảng Dân Chủ nó bỏ ra hàng trăm triệu, nhiều người bảo đấy là tiền của Tập Cận Bình. Nó kêu gọi những người đảng Dân Chủ dọn về Georgia ở, thuê nhà, ghi danh rồi đi lấy bằng lái xe địa chỉ ở Georgia. Bởi vì cái luật mà của Quốc hội cho biết rằng là cư dân của một thành phố 3 tháng là có quyền bỏ phiếu và nhận là cư dân của thành phố. Cho nên các tiểu bang khác nó ùn ùn, nó kéo về đảng Dân Chủ, nó kéo về Savannah, nó kéo. Tôi có khán giả Savannah gọi cho biết nó về đông lắm. Để nó làm gì? Nó chỉ có là lấy cái ghi danh hợp pháp để mà nó bỏ phiếu. Cho nên cái bỏ phiếu lần này có nhiều cái sự gian lận. Chúng ta phải bảo nhau, khuyên nhủ nhau, nhắc nhở nhau, nhất là đồng bào Việt Nam phải đi bỏ phiếu ở Georgia vào ngày mùng 5 tháng Giêng này, để chúng ta giữ hai cái ghế của Thượng Viện. Hiện nay Thượng Viện chúng ta có 50 ghế và Dân Chủ có 48 ghế. Nếu chúng ta thắng hai ghế nữa hoặc là một ghế cũng được thì chúng ta vẫn là 51 ghế đa số và 48 ghế là của thiểu số. Thật ra thì bây giờ Thượng Viện nếu có đa số cũng chả làm gì, là vì cái tên chủ lãnh tụ đa số đó lại là con rể của tàu McConnell, năm nay 80 tuổi rồi và vẫn không nên hết. Cho nên chứng tỏ không có người già nào nên hết hết. Quý vị thấy không? Nancy Pelosi cũng 80-81. Rồi Dan Feinstein cũng 82-83. Anh chồng McConnell năm nay 79 tuổi Tây, 80 tuổi ta. Toàn những già 80 cả, 8 bó trở lên cả. Rồi những tên già khác ở trong cái tối cao pháp viện, như là tên Breyer bây giờ nó năm nay chừng độ 80 rồi. Toàn những người già làm hỏng đất nước. Tôi thưa lại quý vị nhé. Cái bà Ginsburg mà quý vị còn nhớ, bà cũng chết cách đây tháng 2 tháng không? Năm 2015 khi mà Obama làm tổng thống, mở bữa cơm mời bà ấy đến ăn, rồi năn nỉ bà ấy từ chức để mà Obama cử một người đảng Dân Chủ khác. Bà bảo không, tôi là phải làm cho đến lúc chết. Đến bây giờ bà ấy mong rằng bà ấy chết sau ngày bầu cử. Bà ấy nói rằng là chết vì còn để lại di chúc, tôi không muốn ai thay thế tôi cho đến lúc có tổng thống mới. Bởi vì ông Trump ông bảo cái này là nói láo,
chết chứ còn biết cái gì nó mà lấy cừu. Mà trong khi đúng cái luật của nước Mỹ là tổ cao pháp viện không có quyền để di chúc, không ai theo. Bởi vậy cho nên rằng là chúng ta có rất nhiều cái tin lạ lùng. Rồi Tổng trưởng Ngoại giao Pompeo tuyên bố rằng cho đến bây giờ Tổng thống Donald Trump đã đóng cửa, cấm hoạt động vào khoảng 200 công ty của tàu cộng ở Hoa Kỳ. Trong đó có cả chục công ty lớn không được tham gia vào thị trường chứng khoán của Mỹ. Và Tổng thống đã trừng phạt công ty Twitter với lại Facebook đã thiệt hại hàng chục tỷ đô la. Cho nên Tổng thống Donald Trump rất nhiều kẻ thù. Chỉ có những cái người mà nghĩ đến đất nước thì họ yêu mến Donald Trump. Rồi có khán giả hỏi giáo sư, tại sao Newsweek năm nay nó không để hình của Obama hay là của Đảng Dân Chủ nữa, như là nó bỏ trong năm 2016, mà bây giờ lại lên được tờ báo Time bảo đúng, Newsweek bị vỡ mặt trong cái năm 2016. Vào cái ngày bầu cử là mùng 8 tháng 11, nó ra 150.000 số với hình Hillary Clinton chào mừng bà Tổng thống Hoa Kỳ. Congratulate to the Madam President của Mỹ. Xong cho đến 10 giờ, 11 giờ nó bị thua, nó xấu hổ, nó cho đi thu nhập lại. Nhưng cuối cùng cũng không đủ 150.000 số, mà chỉ có vào khoảng độ 140.000 số mà thôi. Và nó vỡ mặt cái dịp đó trên giờ này, nó không dám để cho Joe Biden. Nhưng mà Time Magazine lại được tàu cộng cho tiền để lừa khuôn mặt của năm gọi là People of the Year, Person of the Year, và người bị chỉ trích, bị chửi. Bởi vì đưa cái mặt Joe Biden với Kamala Harris toàn là hai tên tội đồ. Một tên thì làm đầy tớ Tập Cận Bình, Joe Biden. Một tên nữa thì là gái ăn xương, đi đến đâu cũng là lôi của trời cho ra để mà kiếm chắc. Bị người ta đăng báo chửi vẫn không xấu hổ, mặt dày mày dạn. Đúng là gái ăn xương, bảo ta ăn xương như ta đâu có ăn xương nhà nó đâu. Cho nên chúng ta có con gái dạy hai câu: đừng mê tiền và đừng mê vật chất. Tất cả những người đàn bà con gái tội lỗi chỉ vì mê tiền, quỵt người ta cũng vì tiền, cầm tiền là không muốn trả. Nếu cần lên trường thay thế. Cái nền giáo dục đó đang xảy ra ở Hoa Kỳ. Joe Biden và Kamala Harris. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa. Đó là bản tin Mike Lindell. Ông Mike Lindell là ông giám đốc của công ty MyPillow, làm gối nổi tiếng của nước Mỹ bạc tỷ. Ông ta lên đài Fox News phỏng vấn, ông ta nói một câu rằng là người ta hỏi tại sao ông giám đốc lại đi ủng hộ Donald Trump mà không ủng hộ Joe Biden. Bây giờ đang được ca tụng, có phải là quảng cáo nhiều không? Ông bảo đúng. Tôi ủng hộ Donald Trump, tôi mất rất nhiều quảng cáo. Nhưng mà tôi không care. Tôi rất vui vì tôi bảo yểm trợ cho Tổng thống Donald Trump là tôi yểm trợ đất nước Hoa Kỳ. Tôi là một người ái quốc. Vật chất đối với tôi vô nghĩa. Làm cho đài CNN cũng vỡ mặt. Ông ta nói rằng Tổng thống kêu gọi lên ngày biểu tình mùng 6 tháng Giêng tới đây, tôi sẽ đưa cả nhà tôi lên. Và nhân viên tôi ai muốn đi, tôi trả lương để cho họ đi. Quý vị thấy có hay không? Nước Mỹ này là nước của những người ái quốc. Nước Mỹ là nước của những cái người anh hùng. Thì đấy, quý vị nhớ ngược dòng lịch sử tí cho vui. Vào năm 1776, sau khi đã tuyên bố độc lập rồi thì quân Anh nó gửi qua 70 chiến hạm từ bên Anh để đến Hoa Kỳ để dẹp cái bọn
nổi loạn. Mà dân Mỹ lúc bây giờ còn nghèo, chính phủ lúc bây giờ còn túng, thuyền tàu bè không có tối tân như là tàu bè của Anh Quốc. Tàu bè của Anh Quốc ngày đó là tàu bè của một cái lực lượng vô địch về hàng hải trên thế giới. Tàu to lớn, đại bác và thần công đầy đủ hết. Dân Hoa Kỳ, dân kháng chiến làm sao đánh lại. Thế mà với một lòng vì nước, vì dân, khi nghe tin quân của Anh đến, thế là toàn thể dân chúng Mỹ ồ ạt đi tấn công, thuyền lớn thuyền bé ra tiêu diệt quân Anh. Cuối cùng quân Anh thảm bại, chết hàng nghìn người, hàng chục nghìn người trên biển Đại Tây Dương. Nhờ thế mà từ đó nước Anh không dám lén phén qua đánh nước Mỹ nữa. Bởi vì nước Mỹ là một quốc gia ái quốc. Cho nên chúng ta thấy tại sao mà nước Mỹ này đặt dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì họ tin là chỉ có Thiên Chúa với mồm hùng mạnh mới tiêu diệt được. Cho nên họ dạy con cháu của họ làm gì cũng phải nghĩ đến Chúa trước. Mà Chúa đàng hoàng, không phải Chúa như tên da đen giám mục ở trên thủ đô Hoa Thịnh Đốn đi theo mấy cái thằng chết, thằng tội đồ. Mà nó gọi những thằng tội đồ đó là những cái thằng thánh của nó. Làm xấu hổ cái đạo công giáo da đen ở bên thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.